Hồi sáng này á thì mẹ đi chợ, tại mẹ con đi công chuyện á, rồi cái mẹ con có ghé qua mua hai con cá lóc. Tại vì hồi sáng con có hỏi bình Tồn bữa nay á, có ai qua bên vườn Hằng hay không, thì bình Tồn nói là mắc đi bấn cây ở xa rồi bữa nay cũng không có qua bên vườn. Thì bầu á, thì giờ để lâu ăn cũng không được, cho nên là thôi bữa nay con ăn rồi bận sau nữa thì bình Tồn với anh Quẹo hay là nấu ở bên đó ăn cũng được, chứ giờ không con ăn thì cũng không có ai ăn. Đó. Thì giờ con sẽ bằng hai con cá lóc này. Sáng nay chợ mẹ mua cá lóc này, không phải là cá lóc đồng, cá lóc này là cá lóc chợ thôi. Đó. Thì hai con này một con mình nấu canh bầu, nhờ một con thì mình kho khô để mình ăn cơm. Ngọc Quyên ơi lại đây nè con nè. Nè, bữa bác ba cho con chó này nè, bác ba có dặn là khi mà có đồ tanh á thì đừng có cho nó lại gần, nó sẽ quen cái hơi. Tại vì cái giống chó Phú Quốc á nó khoái ăn đồ tanh dữ lắm. Bởi hiện giờ nó thấy con cá nó cứ nhào nhào vô không à. Nó Quyên ơi, biểu ơi, không có được ăn đồ tanh như chưa, nghe chưa? Bởi vì mỗi lần mà ở nhà con, ví dụ như bằng tép bằng cái gì á, là có mặt nó sẽ bu lại, nhưng mà không có cho nó ăn, nhốt nó lại, lấy cái gỗ súc tùm nó lại, tùm nó lại. À nè, Quyền hạ đi con. Chiều hôm qua thì con hái được nhiêu đây, xong rồi cái về nhà trời tối hù luôn, mà cũng hên đó là mưa lâm râm, về tới nhà thì con bị ướt sơ sơ chứ không có bị ướt nhẹp. Thì hôm qua thì trời tối quá con cũng không có cho ông bà cô chú anh chị nhìn thấy là con thu hoạch được nhiêu đó. Thì bữa nay là con được nhiêu đây nè, một gỗ luôn đây, quá chừng luôn. Ôi nó bự. Giờ ở đây con có ba trái thì ăn thì không có hết, chiều nay thì chắc cho dì Hương tái, rồi giờ con ở nhà ăn hai trái hay là ăn trái ta, mình suy nghĩ, hay là ở nhà ăn trái bự đi, hai trái nhỏ chừa lại đi. Giờ lại đây đi. Giao lại. Chiều nay thì Thảo nó không có đi học, rồi cái nó lên nhà con chơi với con, cái sẵn có bầu nè, rồi cái cá lóc thì con sẽ làm cái món canh cá lóc nấu với cái bầu cho ăn, Thảo nó ăn cơm. Đưa chị gọt cái này, phải dao lột không? Nó lột thiệt đó ơi, mà cái bầu này nó muốn già rồi đó, rất là bự. Đúng rồi, cái bầu nó bự, nó lăn ót à, bởi vì khó ấy nè. Cưng ở nhà cưng hay gọt không? Dạ có gọt cùng mẹ. Ở nhà cưng biết bằng đồ ăn không hả? Dạ biết. Bằng nhà cưng làm được món gì món gì? Món nào cũng làm được, món đơn giản á. Ở nhà ăn đơn giản mà. Bình thường ai nấu đồ ăn ở nhà cưng á? Dạ thường thường thì mẹ ở nhà mẹ nấu, rồi em phải đi học. Chiều về có phụ, rồi cũng có phụ. Đúng là tế bào này nó muốn dài rồi, không biết ở trong nó ra làm sao nữa, không biết còn ăn được không. Tại mấy bữa nay con công chuyện nhiều quá rồi, con nghĩ mình toàn ở dưới vườn á, mình toàn hái mà đã là toàn chắc là không có biết á, đường á qua hái.
Dạ con xắt tế bầu ra để nấu canh. Để em xắt cho. Em cũng thích nấu ăn nên để em xắt thử ra làm sao. Đâu kinh xắt thử ai. Ngồi xuống đi. Chị muốn xắt bầu nào? Hả? Xắt nào xắt bầu nấu canh hả? Xắt bầu nấu canh là mình xắt cái kiểu tôi biết xắt kiểu nào không? Kiểu em có xắt cái nhỏ mà này chứ này nó bự quá. Đây để chị xắt cho một cái nè. Giờ mình xắt ha. Mẹ ơi, xắt bầu nấu canh là mình xắt xả xuống con phải không mẹ? Con phải xắt miếng gì cũng được. Dạ hả? Xắt miếng gì nó bự. Cái nào ta? Sao cái ruột có vỏ? Nó hơi dậy hơn đó. Vậy nè Thảo, cái bầu này thì con thấy là nó còn ăn được, nó chưa có già hả Thảo? Dạ đúng rồi. Vậy chưa già. Giờ mẹ con nói là sắt không có xả mà sắt vuông. Chắc vậy là có vỏ có ruột luôn. Con biết làm chưa? Dạ em biết rồi. Có muốn làm thử không? Em làm thử. Ngồi xuống, ngồi xuống. Không, dậy hơn chút nữa, dậy hơn chút nữa. Dậy hơn chút nữa. Dạ. Ừ, tại bầu nó mau chín lắm. Bầu nó bự. Ừ, bầu chảng nè. Dậy hơn chút nữa. Thường là ở nhà em làm là tế bầu nó nhỏ nhỏ. Không biết cái giống bầu này sao nó toàn quay mà mập lù á. Nhìn tưởng nó già. Thần quay mập lù ngắn ngỏng. Còn ăn được cũng hên á. Chứ thôi vài bữa nữa ăn hết được dạ cống rồi. Cái bầu này mà già chiều nay không có canh ăn. Không có canh chua ăn luôn. Còn hai cái kia. Ủa bầu đó có chua ăn được hả? Dạ được, ở nhà mẹ em có nấu á. Dạ hả? Dạ. Mẹ cưng nấu bầu nấu canh chua hả? Dạ. Mẹ cưng nấu với tép, mẹ đóng đá hay gì? Dạ đúng rồi. Ngộ qua ta, chị chưa ăn lần nào luôn á. Bầu nó chua. Ngộ chưa vậy? Canh ốc nấu với bầu nha Thảo. Dạ. À, lên nhà chị Thắng chơi vui. Để chị làm đồ ăn. Chị làm đồ ăn nấu cơm cho Thương ăn. Nấu cơm cho em ăn. Ừ, ăn xong rồi chị đưa về dưới. Dạ. Rồi chị bắt nước lên đốt lửa nha. Dạ. Chút chờ chút về nước sau rồi thả cá. Cá lóc hồi nãy giờ mẹ con mần. Cá lóc có trứng không vậy mẹ? Con có trứng, con không có. Con không có này kho. Con có trứng rồi nấu canh hả? Trứng nấu canh. Kho khô mình sắt cái khứa nó mỏng mỏng á, cho nó thấm nước mắm. Có khô tiêu. Còn cái kia thì canh thì mình bỏ hành thôi mà. Bỏ hành bỏ tiêu nữa. Cho nó thơm mà. Bỏ tiêu bỏ ớt thì nít ăn không được. Trứng nè. Thôi mà.
Nãy mẹ không thấy mà cắt. Rồi, nhén chất nó bể tính. Đứng đứt rồi. Đứt hả? Sáu bằng cá khéo hay sao? Nãy giờ mất. Đã mấy cái gì lần đầu tiên á. Con mẹ con với bạn gì? Dạ mẹ con ở nhà nội trợ với đưa em con đi học á. Em con được mấy tuổi vậy? Dạ em con được 6 tuổi. Mấy giờ lớp 1? Dạ đúng rồi. Mẹ nấu canh. Nấu canh mình sắc khứa bự bự. Còn kho thì mình làm một thứ nhỏ nhỏ. Cái nhỏ quá nó gã. Nấu canh đó. Nước xoay tim bây giờ mẹ con để cá lóc vô cho nó chín. Cá lóc mình để trước rồi bầu mình để sau hả mẹ? Mình để chín mình vớt cá. Vớt cá rồi hả? Chim nó nói gì? Nói quá chừng nói mẹ. Chim nói gì vậy? Tập nói nha. Mẹ nó nói gì hôm nay mẹ có nghe được nó nói tiếng nào không? Có tiếng sao kêu giống mẹ ơi mẹ ơi. Giờ mình bỏ cá vào để ướp. Bữa nay mình ăn kho bằng nồi đất. Nó là miếng da nè. Ủa con chim nó nói quá chừng nói luôn mẹ nghe không? Nó nói gì? Hai con nói chuyện với nhau. Một con sáo với một con nhồng nó nói chuyện với nhau. Thôi như đủ rồi Thảo. Dạ. Thôi lọc rồi lọc chút chị Khánh cháy cháy gì nè. Cháy vô ấy. Vô Khánh. Thảo hồi nào tới giờ mẹ có nấu món này cho con ăn chưa Thảo? Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi chị Khánh. Còn cho nước màu nữa hết đây. Hoa dừa nè. Hoa dừa để chút nó đỏ thôi chứ để nhiều quá nó thùi. Xong hết rồi để trời nó thấm chút cái mà trộn cho nó thấm nước màu chút cái bắt lên kho. Cái lắc này thịt trong khe ha. Nó tươi nè, mới mặn nè. Để con sắt này cho hồi dì Sáu cháy. Ừ, con sắt dạ. Đi. Ủa nhạc nhà ai mẹ? Nhà con bà Hai. Chín rồi, giờ con vớt bọt. Xong rồi cái nêm nếm cái con để bầu vô. Chín rồi mẹ ơi. Giờ cá chín rồi, giờ con nêm luôn. Canh đậu hình như mình không có nêm nước mắm luôn mà. Ừ. Với muối hả? Với hạt nêm hả? Muối với hạt nêm. Muối với hạt nêm. Này chắc ngọt lắm á. Hồi nãy là mẹ nói là cái canh bầu này thì mình không có chế nhiều nước, mình chế ít nước thôi. Tại vì hồi bầu nó ra nước. Đây, giờ con để bầu vô. Bỏ vô cá luôn hay vớt cá ra mẹ? Bỏ lại vô luôn đi. Cá nó sắc khúc bự nó cũng không có rã. Mẹ
mẹ chế hành tím nặng hồi hành tím thơm, cái mình để vô là canh cho nó thơm, thiệt là thơm. Con đi xay tiêu ạ. Bên đây lửa yếu quá nè, lửa yếu lâu nè, lâu vậy. Bầu này tới nồi canh này chắc ngọt lắm luôn á. Ủa vậy con bỏ ra luôn à? Ừ, bỏ cái nồi cá lên đây kho luôn luôn. Cái này để nhắc xuống rồi đổ vô. Chết vậy chứ. Anh cũng này, bắt đầu hành vô.